Có người hỏi Jimmy á, là Jimmy nhận được bao nhiêu Luna 2.0 airdrop Và sau đó đó là mình có nên giữ Luna hay là bán Luna hiện tại ngay cái thời điểm này Thì để Jimmy trả lời luôn Thì với những ai Ok là có nghĩa là với những ai mà hiện tại ngay bây giờ là không còn niềm tin hoặc là rất là sợ hãi Trong cái sự kiện vừa qua là Luna gớt từ 40 tỷ đô la và còn gần như là con số không và bây giờ Luna đang chuẩn bị ra cái dự án mới Và để trả những cái token Và build lại cái niềm tin lại cho mọi người Và nếu quý anh, quý anh chị không còn tin tưởng nữa đó Hay là sợ hãi đó Thì nên bán đi đó là điều đầu tiên hoặc là thậm chí không cần phải đầu tư vào Cái điều số 2 đó là nếu quý anh chị nào mà còn cái niềm tin hoặc là muốn Luna Trở lại Và mình thích đầu tư mình thích mạo hiểm Hoặc là mình tin rằng Luna 2.0 À, sẽ trở lại và Luna Classic là Luna cũ đó sẽ có thể hồi phục lại à, ít hay hay là nhiều trong thời gian sắp tới. Và mình tin rằng Luna Terra là vô tội thì mình có thể hô để support cái dự án này và cũng như là những cộng đồng của crypto trong thời gian sắp tới. Đó là vấn đề hô là cho những ai vẫn tin tưởng Luna Terra có thể hồi phục lại là như mình đã nói về hai vấn đề này còn đối với những ai mà muốn mua thêm đó là những ai mà thực sự chưa bao giờ đầu tư vào Luna hoặc là ai đã đầu tư vào rồi và muốn, muốn mạo hiểm hơn mà muốn thắng to lớn hơn đó và tin tưởng rằng Luna Terra sẽ hồi phục và sẽ à, được tốt hơn trong thời gian sắp tới và mình tin rằng những con cá voi hay là những con cá mập à, họ sẽ đẩy những cái giá của Luna Terra lên trong thời gian sắp tới thì mình À, mua vô thêm thôi thì có đơn giản như vậy, ok? mất niềm tin bán đi, ok? và sau đó đó là mình còn cái niềm tin và mình thấy được cái sự phát triển trong tương lai của Luna Terra có thể hồi phục lại giữ và sau đó mình thích hơn nữa thì mình mua vào. Đối với Jimmy đó là trong thời gian vừa qua Jimmy à, nói chung là cũng à, có có cái sự may mắn nhỏ là Jimmy đầu tư vào Luna Classic khi cái giá nó rất là thấp và sau đó đó là Jimmy cũng được à, nhận được drop bonus của Luna 2.0 à, khoảng chừng à, 257 257 drop của Luna 2.0 cho nên là đối với Jimmy đó thì hiện tại ngay bây giờ là Jimmy vẫn giữ Luna 2.0 cái phần airdrop nói, nói chung là đối với chị là cái cái đó là cái cái free cái miễn phí cái bonus thôi còn à, về Luna Classic đó, thì Jimmy vẫn giữ à, và Jimmy à, mua thêm một chút nữa khi mà cái giá ngày hôm nay à, và ngày hôm qua nó nó nó, nó thấp đó thì đó là cái quan điểm của Jimmy Thì quý anh chị có thể comment ở dưới à, Là trong thời gian vừa qua quý anh chị đã nhận được airdrop của Luna 2.0 chưa Quý anh chị suy nghĩ như thế nào Về Luna Classic cũng như là Luna 2.0 Có được hồi phục hay không Thì Jimmy cũng muốn nghe cái cảm nghĩ của quý anh chị Và nếu quý anh chị à, enjoy cái video này Hãy like cũng như là subscribe vào youtube channel Để có được những cái video giá trị Hàng tuần như thế này nha Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hãy nhớ đầu tư thông minh